Xin chào mọi người đã tới với cả PC Gaming. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu các bạn một cái platform chơi game có thể nói là nổi tiếng nhất Đông Nam Á luôn, và đặc biệt là cũng rất là nổi tiếng ở Việt Nam, đó chính là Garena Channel. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn download và đăng ký cái Garena này nhá. Ở đây mình có để hai trang web. Đầu tiên đó sẽ là cái Garena cộng, đây chính là cái platform chính của Garena hiện tại. Và thứ hai đó là cái LAN game, đây là một cái nhánh của Garena cộng trước đây, nhưng mà nó đã được tách ra và hoạt động riêng. Channel thì đầu tiên chúng ta sẽ tiến hành đó là download Garena cộng trước nhá. Ở đây thì các bạn hãy vào cái trang garena.vn nhá, mình sẽ để cái trang này dưới phần mô tả video. Các bạn chỉ cần vào đó, sau đó thì ở ngay cái phần đầu tiên này thôi, các bạn hãy ấn vào cái chữ tải ngay ở đây, chúng ta sẽ tiến hành đó là download cái platform Garena về. Rất là nhanh hơn đúng không rồi, chỉ mất có khoảng có vài giây chúng ta có thể download được cái platform này về rồi. Và công trình cái công việc cài đặt ấy, thì nó cũng nhanh không kém. Thì sau khi download xong rồi ấy, thì chúng ta sẽ mở lên nhá. Đây chính là giao diện cài đặt của nó. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ấn phần chấp nhận điều khoản rồi ấn cài đặt. Rất nhanh thôi. Đây là một cái platform chơi game có thể nói rất nổi tiếng ở Việt Nam, với tựa game nổi nhất thì chắc chắn rồi chính là Liên Minh Huyền Thoại, đúng không rồi. Ở đây thì nó còn hỗ trợ nhiều game khác như là FIFA Online 4 rồi là Black and Soul, Chiến binh Huyền Thoại cái gì này, rồi Liên Quân Mobile nữa. Thì ở đây sau khi đã cài đặt xong ấy, thì chúng ta có thể tạo một cái tài khoản để có thể đăng nhập vào Garena cộng. Thì các bạn ấn vào tài khoản ngay đây thôi, nó dễ đúng không? Điều chuyển cái trang này sang bên đó có công nhá. Đây là giao diện đăng nhập. Thì đây là tên truy cập, các bạn hãy đặt một cái tên nào đó mà các bạn thích nhá. Thì cái tên này ấy, các bạn có thể viết hoa viết thường không vấn đề gì cả, kể cả các bạn viết hoa tất cả nhưng mà khi đăng nhập các bạn viết thường không vấn đề nhá. Đây là một cái điều hay ho ở cái platform Garena này. Mình sẽ đặt ra cái feed 13 nhá. Sử dụng rồi à? 19 đi. Đúng rồi luôn à. 19 đi. Rồi, chết rồi. Đây nhá, mình sẽ dùng cái tên này nhá. Sau đó mật khẩu thì mình sẽ để như mình đã nói trước đây, ở bất cứ một cái tài khoản nào mà mình hướng dẫn các bạn đăng ký ấy, thì mình luôn cho các bạn một lời khuyên, đó là thứ nhất là chữ viết hoa này, chữ thường này và số nhá. Là như vậy là chúng ta có thể đảm bảo được cái độ an toàn của bảo mật. Còn nếu các bạn thích thì có thể thêm hơn nữa, cũng không vấn đề gì cả. Mình nhắc lại một lần nữa, đó là chữ viết hoa, chữ thường và số. Rồi, email thì mình sẽ dùng một cái email nào đó mà mình có nhá. Cái này thì mình khuyên các bạn nên dùng email thật nhá. Bởi vì tình huống mà xảy ra là chúng ta bị mất tài khoản, bị quên mật khẩu hay là gì đó thì chúng ta có thể dùng cái email để có thể lấy lại được tài khoản rất là dễ dàng. Thế nào? Cho nên là tốt nhất là nên điền một cái tài khoản thật mà các bạn có vào. Của email ấy. Email rất là dễ tạo, cho nên mình sẽ không nói đến cái phần tạo email nhá. Còn ở đây chắc chắn rồi, chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ là Việt Nam luôn rồi. Rồi chúng ta sẽ ấn vào đồng ý điều khoản, rồi ấn đăng ký ngay. Rồi xong rồi đấy, chúng ta đã có một cái tài khoản của Garena rồi. Thì nếu các bạn có thể sử dụng được ngay cái tài khoản này bây giờ, hoặc là thích thì các bạn có thể ấn vào phần đó là nhập email ở đây. Ở đây thì các bạn có thể tăng cường cái độ bảo mật cho cái tài khoản của các bạn bằng cách đó là thêm xác nhận cái email, xác nhận số điện thoại, hoặc là thay đổi mật khẩu sao cho nó khỏe hơn nữa, chứ nào. Thì các bạn thích thì có thể ấn vào đây nhá, là để có thể làm được điều đó, chứ nào. Còn mình thì sẽ dừng lại ở đây thôi, mình sẽ không tăng thêm mức bảo mật, bởi vì cái tài khoản này mình làm ra chỉ để hướng dẫn các bạn làm mẫu thôi, chứ nào. Thì sau khi chúng ta đã có tài khoản rồi, chúng ta sẽ đăng nhập vào đây luôn. Như mình đã nói, viết hoa viết thường có vấn đề gì hết nhá. 1919. Đăng nhập. Đây chính là giao diện game của cái platform Garena. Thì ở server Việt Nam chúng ta nó hỗ trợ khoảng tầm 1, 2, 3, 4, 5 game chứ nào. Gồm toàn những game nổi tiếng thôi, Liên Quân Mobile, Black and Soul, FIFA Online 4 và đặc biệt là Liên Minh Huyền Thoại, chứ nào. Thì để download game thì đơn giản thôi, các bạn click vào hình là được. Sau đó thì ấn vào cài đặt, chứ nào. Rồi đây các bạn ấn vào phần đổi để chọn vị trí các bạn muốn lưu cái Liên Minh Huyền Thoại này. Giống như mình đang download mẫu cho các bạn đây. Mình sẽ lưu nó ở ổ game nhá. Đây này. Tạo một cái phần đồ nhỉ. Đây phần đồ mình tạo sẵn là phần đồ LL rồi. Select phần đồ rồi, tiến hành OK. Là nó sẽ tự động download game về. Và sau khi download xong thì chúng ta có thể chơi ngay được trên cái nền tảng Garena này. Thế nào? Thì đó là về cái phần Garena cộng. Thì nói chung là cũng chỉ hỗ trợ được khoảng 5 game vậy thôi. Sắp tới sẽ mở ra những game gì nữa thì mình cũng không biết. Thế nào? Thì Garena ấy, nó là một trong những cái platform giúp chúng ta có thể chơi online game với cả những người khác. Thì nó cũng tương tự như ở đây, mình giới thiệu các bạn đó là Uplay này, Blizzard này, rồi là Origin này, đặc biệt chính là Steam, đúng rồi.
đây là những platform nổi tiếng trên thế giới, nhưng mà ở Việt Nam thì Garena nổi tiếng hơn, bởi vì nó sở hữu một cái game có thể nói là có rất nhiều người chơi ở Việt Nam, chính là game Liên Minh Huyền Thoại. Thế nào? Đây, đây là giao diện của Play, giao diện này là của Origin này, còn đây là giao diện của Blizzard này. Nó giúp các bạn chơi những game như là Blizzard thì là game gì nhỉ, mình xem xem nào. Hearthstone này, World of Warcraft này, rồi là còn vài game gì nữa nhưng mà mình không sử dụng, mình không chơi nên mình không biết. Uplay thì chắc chắn rồi, chính là Assassin's Creed, rồi là cái gì nữa nhỉ, Tom Recon Villain và Battlefield rồi. Còn Origin ấy, Origin là Assassin's Creed bên Origin nhỉ. Uplay là cái gì đây, nhưng Uplay thì nó là của mình nhầm cái phần Assassin's Origin đấy các bạn. Assassin's Creed là chơi trên Uplay và Steam nhá. Còn Origin ấy, nó là của EA. EA thì nó sở hữu những game như là FIFA, FIFA 18, FIFA 19, rồi là Battlefield chứ nào. Mình nhìn nhầm cái Origin này. Tại vì có một phiên bản của Ubisoft phát hành cái phiên bản Assassin có tên Assassin's Origin chứ nào. Cho nên là mình nhầm nhẫn một tí. Còn Steam thì gần như là tất cả mọi game là đều chơi trên đây được hết chứ nào. Đây là một cái platform to nhất trên thế giới thì hiện tại, lớn nhất thế giới luôn. Nó đè bẹp ba cái này luôn chứ nào. Còn ở Việt Nam chúng ta nổi tiếng nhất chính là Garena. Thì đó là về phần Garena cộng. Còn bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn tải cái platform thứ hai của Garena. Nói là platform thứ hai nó hơi lớn. Thực ra thì cái này nó là trước đấy nó được tích hợp sẵn trong cái Garena cộng luôn này. Nhưng mà không hiểu tại sao 2017 hay 2016 2017 gì đó thì Garena quyết định tách nó ra. Có lẽ là vì cái gì nhỉ? Cái lượng người dùng của nó thấp xuống cho nên Garena quyết định tách nó ra. Thì ở đây để cái LAN Garena này nó sẽ hỗ trợ chúng ta chơi những tựa game như là Đế Chế hoặc là Dota 1. Chứ nào? Đây là hai game nổi tiếng nhất trên cái phần hệ thống LAN game này. Thì bây giờ mình cũng sẽ để cái trang web LAN game này ở dưới phần mô tả video. Chúng ta sẽ vào cái trang game này, sau đó chúng ta ấn vào tải về thôi. Rất là dễ đúng không nào? Cũng rất là nhanh thôi. Mất có khoảng vài chục giây thôi. Trước đấy, cái thời kỳ mà Dota 1 còn đỉnh cao ấy, thì ở Việt Nam chúng ta là rất nhiều người sử dụng cái LAN game luôn. Và cái Đế Chế nữa. Đế Chế bây giờ thì hình như là Game TV đã phát triển một cái platform riêng, cho nên là những người chơi Đế Chế bên phần LAN game Garena đã chuyển qua Game TV hết rồi. Bởi vì chim sẻ đi nắng chơi cho đội Game TV mà đúng không nào, cho nên là hút fan đang đấy cũng là điều dễ hiểu. Bây giờ thì trên cái LAN game này chủ yếu chỉ còn những người chơi Dota 1 mà thôi. Thì nếu mà các bạn thích Dota 1 ấy, thì mình là cái game này thì game World Cup 3 này. Thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sắp tới mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái video cũng như là chia sẻ các bạn cái bản game của Wakaba luôn để các bạn có thể download về chơi, vừa chơi online trên Garena và mình cũng sẽ hướng dẫn các bạn chơi trên một cái hệ thống platform nữa kết nối những người chơi Dota 1, đó là hệ thống RGC Ranger Matchmaking. Đó là cái hệ thống có thể nói là rất ngon hơn cái LAN game rất là nhiều và nó giúp các bạn chơi với cả người chơi trên toàn thế giới luôn chứ không riêng gì chỉ người chơi ở Việt Nam. Cái hạn chế của LAN game ấy, đó là khi các bạn mà muốn kết nối với cả những người nước ngoài ấy, thì cái ping nó sẽ rất là kinh khủng, gần như là không thể nào chơi được với nhau cả. Nhưng nếu các bạn chơi trên RGC ấy, thì cái platform nó sẽ hỗ trợ cho các bạn cái điều đó. Thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại LAN game nhá. Thì sau khi download xong LAN game chúng ta sẽ mở lên, click vào thôi. Ở đây các bạn ấn tiếp này, rồi các bạn chọn vị trí, các bạn nó sẽ lưu cái LAN game này. Mình sẽ lưu nó cùng ổ với cả mấy cái platform đây đi. Đây mình sẽ lưu cùng với cả mấy ổ này. Và ok, nó tự động tạo một cái phong đồ LAN game chúng ta luôn. Rồi ấn cài đặt thôi, cũng rất là nhanh chưa nào. Rồi các bạn có thể ấn hoàn thành và chạy LAN game luôn. Thì cái LAN game này nó sử dụng chung tài khoản với cả cái Garena cộng nha các bạn, cho nên là các bạn chỉ cần đăng ký một cái tài khoản để các bạn sử dụng chung cả hai là được nhá. Mình sẽ dùng cái tài khoản mình vừa đăng ký luôn, 1919, enter. Đây, để chơi game thì các bạn ấn vào phần game này. Đó, thì AOE thì có khoảng 6.000 người này. 6.000 người chơi AOE 1. Như vậy bên Game TV chắc khoảng là 10.000 người chơi ấy nhỉ. Đây là Đế Chế nhé các bạn, Đế Chế 1, Đế Chế 2 này. Còn tên nước ngoài của cái game này đó là Age of Empires. Thì thời điểm hiện tại có khoảng 6.000 người đang chơi Đế Chế 1 và 8.000 người đang chơi World Cup Dota 1. Còn TFT thì mình không nói nhé. Đây, ở đây thì server Philippines có 400 người, Việt Nam thì có khoảng 4.600 người. Thì bây giờ thời điểm hiện tại là thứ hai, sáng thứ hai, cho nên là cái lượng người chơi rất là thấp. Đến tối ấy, thì cái lượng người chơi Dota 1 tăng lên rất là nhiều, tăng lên khoảng hơn 10.000 người các bạn.
có những thời điểm cao điểm thì nó sẽ lên khoảng tầm 20.000 người, rất là đông. Cho nên nếu mà chơi chơi cái game này thì các bạn, mình khuyên các bạn nên chơi buổi tối, rất là đông người nhá. Thì ở đây các bạn chỉ cần vào game vào room là được, vào chiến thôi. Mình sẽ vào thử cái room 133 nhé. Cần nó đơ rồi. Không có tài khoản của member cho nên là cứ phải đợi 5 giây để vào được cái room tiếp theo. Sao vào mãi không được ấy? What the fuck? Nó bị lag hay sao các bạn? Thì nói chung là mình cũng chỉ hướng dẫn các bạn cách download và đăng nhập vào cái LAN lobby thôi. Còn sắp tới mà mình khi mà cái video mình hướng dẫn các bạn chơi online cái tựa game Wakaba đấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chi tiết làm sao để có thể setting được cái tựa game Wakaba để mà vào được trong những cái room này. Cũng như là mình sẽ hướng dẫn các bạn download một số phần mềm hỗ trợ giúp các bạn có thể vào room, vào những cái room này nó nhanh hơn và nó tiện lợi hơn. Đây này, room này, room của mình rồi. Đây. Khi các bạn vào rồi thì các bạn ấn vào đây, setting cái game mà các bạn muốn chơi này. Ví dụ như mình là game Wakaba thôi, thì mình phải chọn đến vị trí mà mình lưu cái game Wakaba ấy. Đó, chọn đến cái item này. Rồi, sau đó thì mình mới có thể start được game nhé. Còn nếu các bạn không có, các bạn chỉ download game này thôi ấy, thì nó sẽ các bạn không thể nào vào chơi game được. Các bạn bắt buộc phải có một cái bản offline của tựa game đó nữa thì nó mới có thể hỗ trợ các bạn chơi được nhá. Thì đó là về cái phần cái gì đây, châu Á đâu rồi, Việt Nam đây, Asia. Đó, đăng nhập của cái Blizzard. Thì đó là những bước cơ bản để có thể chơi game trên cái tựa game, trên cái LAN lobby của Garena. Thế nào, thì nói chung là chỉ những ai chơi cái game Dota 1 với cả Age of Empires thì có lẽ là cũng mới quan tâm đến cái phần LAN game thôi. Còn những người chơi những cái nền tảng khác, cái game khác ấy, như là Liên Minh Huyền Thoại ấy, thì các bạn chỉ quan tâm tới cái phần Garena cộng thôi, đúng rồi. Các bạn chỉ cần download game về, đợi nó download về là xong là chiến được luôn thôi. Nó tương tự như ở bên LAN game thôi. Được rồi, sau khi đã download xong thì chúng ta chỉ cần ấn vào cái Liên Minh Huyền Thoại thôi. Sau đó thì ấn chơi luôn là vào được game, đúng không nào? Mình sẽ vào thử cho các bạn coi nhé. Hai chạy này, Language of Legend. Mình thì thực ra là một fan hâm mộ Dota 2, cho nên là cái game này thực sự mình cũng không chơi. Hay là mình thử tập chơi Liên Minh Huyền Thoại nhỉ. Game này rất là hot. Đây, mình sẽ đặt vào Griffith nhá. Đây à. Unviable 19 đấy. Được rồi, tan nào. Có đây một cái đoạn cinematic giới thiệu các bạn. Đâu rồi? Nó vào thêm một cái cổng khác à. Tiến hành vào game các bạn ạ. Game này mình không chơi cho nên là mấy cái phần này mình không rõ lắm nhé các bạn. Con gì đây? Nhìn buồn cười. Ui, béo rồi. Con bò nhìn hài vậy. Con đậy, what the heck. Cái này là gì nhỉ? Mumu hay là cái gì nhỉ? Nhìn rất quen này. Còn cái này, con này mình biết là Ari à. Còn có những con khác thì mình không biết rồi. Đây là Zik à? Hay là cái gì đây? Zik đúng không nhỉ? Hero tướng á. Vì tựa game này mình không chơi, cho nên mình không nắm rõ các cái tên tướng lắm các bạn ạ. Chỉ biết là thiết kế nhìn giống rất là ngầu luôn rồi. Có lẽ sắp tới mình cũng sẽ... Gì vậy? Gì vậy? Sao đây? Đây là ai đấy? Don't get cut. Đây là cơ chế có lẽ là giới thiệu với cả người chơi mới à. Sao cái trụ nó không bắn nhỉ? Ấy, ấn gì ơi? Đây là Mid for Turn à. Tăng tốc độ di chuyển đến khi cô bị đánh trúng trong giao tranh. Bị đánh trúng là sẽ mất hiệu ứng nữa à. Ấy ơi. Có 3 skill. Rồi. Khá là dễ. Quy với kép e. Cái gì đấy? Thử vai tướng khác à? À, Ari này. Quy à?
ném bóng à? Bật skill được chết. Cái gì đây? Ôn gió với sát thương phép và mê hoặc mạnh gớm nhỉ. Hôn gió, bắt cái lần hôn gió phóng thích ra ba ngọn lửa hồ ly bay vào kẻ địch gần đó gây sát thương phép. Được nhỉ. Ấy chưa rồi, cái này cũng dễ nhỉ. À có tướng khác này, mình thử nhá. Đó là tướng gì đây? Master Yi. Chém đôi á. Chém hai lần với bốn đấy. Anger gives motivation without purpose. Ôi trời, mẹ ôm Lee Salad của như thế nào à? What the fuck? À, cái gì đấy? Hồi lại 60%. Hồi máu à? Sỏi. Cái này di chuyển nó không đi màn hình được à? Nó cần dính cái màn hình như thế này á? Ui, hồi máu này bá đạo nhỉ. Cái này không cần về gì ghen. Con này khỏe quá. Con gì đây? Con này là con tên là gì vậy? Les à? Gì ấy? Slow à? Ấy à? Ghê à? Sao mạnh vậy? Con nào mạnh vậy? Còn con nữa này. Con này tên là gì vậy? Darius à. Ô. Thử vắt nhỉ? À, như ra là vậy à? Hả? Ôi, ghê vậy? Bổ phát vãi trưởng vậy? À, sao lại hồi máu nhỉ? Sao lại tự hồi máu vậy? Chém mình cũng được rồi, chuyện thì chúng xuất huyết. Hiệu ứng cũng dồn. Phải chém càng nhiều càng tốt à? Cho phát mày. Ủa rồi. Trời ơi. Đi ba mày. Thế thôi. Đó là mình cũng chỉ lên quanh một tí vào cái trò chơi này mà thôi. Đó là Liên Minh Huyền Thoại. Chơi trên Ganana cộng. Thì không tắt được. What the heck. Chào mừng tới Liên Minh. Game này có lẽ hỗ trợ khá là nhiều cho người chơi mới này. Bảo sao nhiều người chơi như vậy? Rồi, đó là mình cũng chỉ video này mình cũng chỉ muốn giới thiệu các bạn cái platform của Ganana thôi. Trước đó thì mình đã giới thiệu các bạn rất nhiều platform khác như là Origin này, cái này cái gì nhỉ? À, Uplay này, rồi là Blizzard chứ nào, và Steam nữa. Thì đó đều là những cái platform giúp chúng ta có thể là chơi game rất là dễ dàng. Thì những cái platform này mình giới thiệu các bạn thì nhằm mục đích đó là nếu mà những cái nhà phát hành ấy họ phát chúng ta những tựa game miễn phí ấy, như là bên Uplay ấy, mình đã nhận được những game như là Watch Dogs, For Honor và Assassin's Creed Black Flag. Thực ra nó còn nhiều hơn nữa nhưng mà mình lười mình không nhận thôi. Thì các bạn chỉ cần lên cái trang PC của Nakami, là trang fanpage chia sẻ game PC của mình. Các bạn cập nhật tin tức là các bạn có thể cập nhật được những cái game mà nó phát miễn phí và các bạn có thể chơi được bản quyền chứ nào. Hoặc là các bạn có thể download những tựa game crack mà mình chia sẻ trên đây. Như là gần đây nhất mà mình giới thiệu đó là Battlefield Bad Company 2 này, trên nào. Thì có lẽ là mình cũng sẽ dừng lại video ở đây thôi. Còn Ganana này nó chỉ có vài game thôi, cho nên là mình nghĩ là cũng không có cái gì gọi là miễn phí ở cái Ganana cả, trên nào. Còn những cái platform khác này nó rất thường hay phát game miễn phí nhá. Như bên phía Origin thì mình nhận được đó là đây này, Dead Space, rồi là Hackback, rồi là Plan Zombie, cũng như là Stemworks Dick. Còn bên phía Blizzard thì
nó đang bị lỗi nên nó không hiện gì cả. Còn Steam thì mình nhận được rất nhiều các game nhá. Ở đây các bạn nhìn thấy những cái game này ấy, trừ PUBG với cả Dota 2 ra thì tất cả đều là game miễn phí mình nhận được, và đó hoàn toàn là game bản quyền nữa các bạn. Các bạn chỉ cần cập nhật tin tức trên cái channel PC Crack Gaming của mình, hoặc là cái trên cái gì mình vừa nói nhỉ, đây, cái group chia sẻ game PC nhá. Các bạn có thể lên lên Facebook để tìm kiếm. Thì mình sẽ rất thường xuyên cập nhật những cái tin tức như đó. Thì các bạn nếu mà nó phát game miễn phí thì mình sẽ thông báo cho các bạn. Các bạn lên đây các bạn biết là các bạn có thể nhận được ngay. Thế nào? Bởi vì những platform này mình hướng dẫn các bạn, mình có video hướng dẫn các bạn cách đăng ký cài đặt được cả hết rồi. Thế nào? Được rồi, mình hoàn thành video rồi. Chúc các bạn download Granada thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhá. Bye mọi người.